tôi đứng xa xa nghe lúa đứng chạy ào ào lên cọc. Cái cọc mà nó cũng chạy dữ.
Long An vô yêu. Có coi không? Có. Mà có khi con mới đắt thôi. À. Tại ấy nuôi phiền hả? Còn có đồng ký. Chú biết Hái vào TV không chú? Biết, chú là bạn. Ủa, chú Hái có đi qua đây không? Không. Lâu rồi chú cũng không gặp chú Thái. Trời ơi, con cũng ghiền chú Thái lắm luôn. Rủ chú Thái qua đây chơi mà chú Thái chưa đi được. Mấy lên nó phim miếng rồi. Bỏ mình nước trên cánh. Đợi tao bỏ chả thôi. Leo dốc. Quay nó về bắt chỉnh sửa. Tại sao không phóng xuống hả? Con ngớt. Quá nhảy nhăn quá. Lần nữa không? Dần mà nó cắt lúa xong rồi. Mình cho nó. Cắt mà nó cắt xong rồi đám kia các bạn. Giờ nó qua cái đám mới. Tài xế này cũng lái cũng chạy nhanh thiệt. Đó, đó, thấy không? Má này cắt đây 2 mùa đấy chứ. Lúc mùa 3 mùa quá chứ gì. Mình chạy dữ thiệt. Cần của chú. Lại đây coi có chuột không? Bắt chuột đi. Dạ, kiếm cây đập chuột đi. Ở trên kia, khúc trên kia không có. Đây gần giường mới có chứ. Kiếm cây đầu sẵn đi, có chuột đập liền. Cây đâu chơi chút tay không? Chuột nó cắn làm sao? Có mấy người bị cắn nhưng mà đâu có sao đâu. Cắn đào chứ. Chú ơi. Dạ. Mùng 3 chú có cắn không quay hay nữa nè. Ở đâu? Mùng 3 cắt mình nói. Mùng 3 là mấy ngày nữa? Ngày nữa. Mơ mùng 2 nữa. Mùng 3. À, ngày mốt hả? Mốt chủ nhật có không? Được á. Ờ rồi. Sáng chủ nhật chú vô. Trời ơi, nó chạy dữ vậy. Mấy kéo nó chạy. Bớ hả? Đây dữ vậy. Má ơi, lên dốc không cần bắt chớm lên nhưng mà xuống đầu này chuẩn bị cắt cái giặt bà. Đá này ít sập hơn đá bên kia. Sập mấy chỗ. Dưới tôi còn 70.
đa số khu này làm 5451 rồi. Tốt 16.000, 6.000 có 1 chứ. Các bạn chắc là giặt bạn, còn giặt bạn bên kia. Xe đất một số hình ảnh gửi cho anh chị bạn, dân ba mình thấy các lưới sập mình nó chạy dữ rồi, rồi các anh chị các bạn đấy, giờ sao mà tôi đi lòn ra ngoài kia coi con 100 ngoài kia, ốp mà sao đó. Nó nằm đây.